Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Ông Lạc. Từ ngày về hưu, căn nhà của ông Lạc trở nên vắng lặng hẳn. Còn đâu những cuộc viếng thăm dồn dập vào các buổi tối, nhất là vào những dịp lễ, Tết với những túi quà lỉnh kỉnh mà tất cả chỉ là cớ để đựng cái nhỏ hơn nhưng chất hơn phong bao. Đúng là phong bao chứ không phải phong bì như người ta hay gọi còn dồn cũng đỡ vất vả. Học lên báo hiệu mỗi khi thấy mấy vị khách thập thò ngoài hàng rào, giờ đang nằm gách mõ mắt lim dim cuộn thu lưu trong góc nhà. Nhớ lại có dạo khách đến nhiều quá, dồn dập, có đám phải ngó nghiêng tận ngoài ngõ chờ tốp này ra để tốp kia kịp ập vào. Một không khí thật khẩn trương và cũng không kém phần quyết liệt bởi vì ai nấy đều phải chạy đua với thời gian và tốc độ để thành kẻ đến trước trong khi cả chủ nhà lẫn khách đều không muốn có những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ tại nơi đây. Cuối cùng chỉ béo anh chàng coi là bảo vệ của khu nhà này nhờ sự láo lỉnh tháo vát nên những thông tin kịp thời của anh ta về tiến độ tiếp khách trong nhà xếp giúp cho người đến đỡ vất vả lúng túng không biết tiến lui ra sao để khỏi cụng nhau trong cái ngõ dẫn vào nhà xếp giờ thì hết rồi còn đâu cái không khí khẩn trương dạo đó chắc là đâu đây ở một nơi nào đó trên đất hà thành này nhịp điệu quay cuồng của các cuộc viếng thăm tất niên vẫn đang được tái diễn lúc này cái tủ lạnh của nhà ông lạc cũng trống trơn không còn chất đống các loại hoa quả bánh trái để đệm chỗ cho cái phong bao xinh xinh đáng yêu kia như mọi khi nữa từ bộ ấm chén đến hộp chè nhà ông con bé ô xin vẫn cần mẫn lau rửa sạch sẽ mỗi sáng nhưng chả mấy khi dùng đến một không khí thật yên lặng thật tĩnh tại và thật tốt cho người đã về hưu cũng chả biết từ bao giờ bà lạc bỏ hẳn thói quen bật ngọn đèn ở ngoài sân nữa dào ôi có ma nào đến đâu mà bật lên cho tốn điện bà lầu bầu chuyện tốn điện ngày trước bà nào đâu quan tâm giờ thì từ khi nhà nước tăng giá điện ngôi nhà rộng thanh thang của ông bà xem ra lại trở nên có vấn đề với các chi phí kèm theo. Bà cũng chả buồn ngồi xem vô tuyến ở bộ sa lông ra sang trọng kê ở tầng 1 như mọi khi sau bữa tối nữa, mà tót lên tầng 2 ngồi ngủ gà ngủ gật trên bộ trường kỳ giả cổ. Vậy mà bỗng nhiên tối nay vào lúc 8 giờ, bỗng nhiên có tiếng chuông bấm liên tục ở cửa. Con rôn choảng dậy, lao vọt ra sân. Bà Lạc cũng chật tỉnh khỏi cơn ngủ gà, ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới sân ai vậy nhỉ nhà mình dạo này có khách khứa gì đâu hay là cơ quan đến đưa quả tết ngoài trời đã tối sầm gió giật mạnh từng cơn mấy hôm nay có đợt gió mùa đông bắc bổ sung tự nhiên lạnh hẳn căn nhà vốn chỉ có ông bà lạc ở cùng với con bé cháu ở quê lên giúp việc trở nên rộng thênh thang vắng lặng trong đêm đông Ông Lạc ăn xong đã leo lên giường đọc nốt tập trưởng Kim Dung. Anh con trai lớn mới mang sang lúc chiều, rồi tót về ngay cho kịp bữa tối kẻo vợ cằn nhăn. Bác ơi, cho cháu hỏi đây có phải là nhà bác Lạc, thủ trưởng cơ quan X không ạ? À? Đúng rồi, cháu ở đâu đến thế? Bà Lạc đáp. Bà đã kịp đứng phát dậy từ chiếc tràng kỷ, men cầu thang xuống đi ngang qua phòng khách để bước ra, tất nhiên không quên bật ngọn đèn sân. Dù vậy, bà vẫn chưa bỏ được thói quen cố hữu phải hỏi kỹ nơi xuất phát của người khách vừa thoáng liếc vào mấy thứ túi lùng cùng mà anh chàng thanh niên khệ nệ sách theo. Thưa bác, cháu ở cơ quan X là đối tác của cơ quan mình, bác trai có nhà không ạ? À? Cậu thanh niên vừa nói, vừa xăm xăm bước qua cánh cửa vào trong sân. Vậy à, mời anh vào trong này. Bà Lạc sẽ sàng đáp, trong bụng vẫn thấy hơi nghi ngại thưa bác cháu được cơ quan phân công đến có ít gọi là quà tết gia đình mong bác nhận cho anh chàng nói luôn một mạch không nghỉ như sợ bà lạc đổi ý ấy chết nhà tôi có làm gì đâu mà cơ quan các bác cho quà bà lạc vội đáp thưa bác cháu đã được các anh ấy dặn phải cố đến thăm gia đình bằng được hôm nay không có lại giáp tết quá thế để tôi mời ông nhà tôi xuống nhé bà lạc nói Thôi không cần đâu ạ, à, cứ để bác trai nghỉ, bác ấy đã bận trăm công nghìn việc rồi. Lúc này không nên quấy giày, để bác có thể thư giãn đôi chút, anh chàng vội ngắt lời bà lạc. Thế bác nhé, cháu xin phép phải đi, vì còn phải đến một vài nơi nữa kèo muộn rồi, cháu xin cảm ơn bác. Anh ngồi uống chén nước cho ấm bụng kế đã. Thôi xin phép bác, cháu đi không ô tô đang đợi ngoài kia. Vậy à? thế thì xin cảm ơn anh và cơ quan dạ vừa đáp đã thấy anh chàng thoát ra đến cửa chuông đồng hồ trong phòng khách nhà bà lạc thông thả gõ chín tiếng vẫn vắng lặng như mọi khi con john vẫn ngủ say sưa góc phòng khách căn phòng lại trở về bóng tối như trước bà lạc đang xem dở bộ phim nhiều tập của hàn quốc trên kênh truyền hình vẫn gật gà gật gù như mọi khi còn ông Lạc đã gạt cuốn sách trưởng sang một bên, ngủ từ lúc nào, đèn đầu giường vẫn sáng. Đột nhiên có tiếng chuông bấm, lần này thấy rụt rè, chứ không rõng rạc như lúc nãy. Bà Lạc choàng dậy khoác cái áo, rồi lạch bạch xuống nhà dưới. Giờ này còn ai đến thế này? Bà tự hỏi. "Thưa bác, cháu đây ạ." À? Ngọn đèn ngoài sân vừa bật, bà chưa kịp nhìn ra ngoài xem ai đến thì đã nghe giọng cậu thanh niên cháu đây ạ, à, lúc nãy cháu vừa tới gia đình, anh thanh niên lúng búng, cháu phải thành thật xin lỗi bác và gia đình, cháu nhầm địa chỉ ạ, à. về cơ quan báo cáo lại mới biết là cháu đến nhầm chỗ bác, cháu rất mong hai bác thông cảm, tất cả chỉ vì quyền niên giám điện thoại không chịu cập nhật, đăng toàn thông tin cũ cách đây lâu rồi, à ra vậy, bà lạc lúc này mới tỉnh hẳn, hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, vậy anh muốn lấy lại túi quà chứ gì? dạ thưa bác cháu chỉ muốn xin lại cái phong bì ở trong túi quà thôi ạ à. còn túi quà xin gia đình cứ giữ lại coi như cháu tặng hai bác bác thông cảm cái phong bì đó cháu phải giao lại cho chỗ khác nếu không cháu chẳng biết ăn nói thế nào với sếp cháu tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chị thanh bọn họ bốn người ngồi đợi bạn đi làm về để ăn cơm sáng có lẽ họ cùng đói cả vì đều yên lặng đều uể oải chẳng ai chuyện trò với ai một người lầu nhầu nói một mình làm gì mà giờ chưa về rồi quay sang hỏi người bên cạnh đương nằm khảnh vắt chân chữ ngũ chăm chú dùng móng ngón tay chỏ và ngón tay cái làm nhíp nhổ dâu trường thằng Việt nó có dặn mày nó không ăn cơm nhà không Trường nhăn mặt suýt xoa, vì đã lơ đãng bấm phải ra cầm. Người hỏi thấy vậy nhún vai ngồi im. Một lát, chàng lại cằn nhằn nói một mình. Lại lão giáo nữa. Một hồi chuông giòn giã, một người thở hổn hển, dắt xe đạp đi vào, rồi vừa nhắc xe đặt lên cái giá gỗ, vừa cười nói. Xin lỗi các anh, tôi về hơi muộn vì gặp thằng cha khó chịu quá. Nó cứ vật nài đặt xong cho nó cái hòm ắc quy, để nó đi đổ sơn nghỉ mát ngay trưa hôm nay. Trời, ắc quy với chẳng ắc quy, mười hai rưỡi rồi còn gì. Người ta làm lụng đầu tắt mặt tối, tháng kiếm được 10 mười hai đồng bạc. Đã thế, đến bữa cơm còn chưa được ăn. Việc đấy kệ chứ, tội gì lại chịu đói cào ruột ra để lắp hòm điện cho nó đi nghỉ mát, đi nghỉ mát với gái. Việt cười xòa thôi bạc đồng cả các anh, thì đã giao hẹn, cứ đợi đến đúng 12 giờ là cùng kia mà, sao các anh con? Trường ngắt lời Việt, cất tiếng gọi. Về, có cho người ta ăn không? Xong rồi đây. Một người con gái bưng mâm cơm ra, đặt lên phản. Nàng y phục nửa thôn quê, nửa thành thị, kế quần vải thâm, kế áo dài vải đồng lầm cay kín tà, để chừa lại khuy cổ và khuy vai kê khăn nhung vẫn lằn vành mái tóc rẽ hơi lệch như muốn theo kiểu mới nhưng còn nhút nhát rụt rè chưa dám quả quyết nhẩm đếm trong mâm có năm cái bát và năm đôi đũa san người thợ nguội ở một xưởng chữa ô tô hất hàm hỏi thế nào ve ông giáo bữa sáng nay lại không cùng ăn à mời các bác xơi cơm thôi hôm nay dễ ông ấy đi ăn cơm khách vì mãi giờ vẫn chưa thấy về. Với lại ông ấy đã dặn, hễ đến bữa mà ông ấy chưa về thì đừng đợi cơm, đừng để phần, để viết gì hết. Không nghĩ ngợi, không do dự, năm người ngồi xuống ăn liền. Họ vẫn chẳng ưa gì ông giáo thanh, mà họ cho là không vào cảnh lao động với họ. Một người kiêu ngạo, ít nói, vui buồn không để lộ ra ngoài mặt, một người đã nhiều phen phê bình lời bông đùa. Cợt nhà của họ bằng sự yên lặng trang nghiêm Có lần cáu tiết Bọn họ đã bảo bác cả Mẹ ve Dọn riêng ra cho ông ta ăn một mình Nhưng bác cả vẫn cố tìm lời khôn khéo Nói với họ Để tránh sự tổn phí thêm mâm thêm bát Bọn họ đã theo nghề Mà phân biệt giai cấp Nhưng nếu họ biết rõ tình cảnh của Thanh Thì họ sẽ thấy cũng chẳng hơn gì tình cảnh họ Dăm bộ bàn ghế nát Một cái bảng đen trong gian nhà Lá trống trải đó là khí cụ để xoay kế sinh nhai. Còn khách hàng, vài ba chục cậu trò nhỏ từ 6 đến 12 tuổi từ lớp đồng ấu đến lớp sơ đẳng. Và toàn là con các nhà bình dân buôn bán ở ngoại ô, nghĩa là không sẵn tiền và nhiều khi túng bấn nữa. Vì thế học phí chẳng lấy gì được trả xong phẳng luôn luôn, và món tiền thầy giáo kiếm được hàng tháng chẳng mấy khi quá số 15 đồng. Trừ tiền thuê lớp học và các khoản chi phí khác khéo lắm còn hơn chục bạc để ăn tiêu. về cái gì nữa thế? Lấy thêm cơm, mau. Trên mâm, đĩa đậu phụ om tương, đĩa rau muống xào tóp mỡ, đĩa đu đủ xanh om mắm tôm, đã sạch sẽ như lau. Ai nấy ăn ngốn ngấu, vội vàng, không trò chuyện, không ngừng gấp, không ngừng nhai. Người ta chỉ nghe thấy tiếng hai hàm răng chạm nhau côm cốp tiếng thìa đũa đụng mâm lách cách và tiếng húp canh sụp soạt. Ăn no, ai nấy trở nên vui vẻ, và những câu chuyện khôi hài nghịch ngợm, những câu pha trò thô tục, nhạt nhẽo kế tiếp nhau, chen đua nhau không ngớt, dù ve có đứng gần đấy cũng mặc. Họ đã quen coi ve là một người để sai khiến, một người nấu cơm cho họ ăn, thế thôi. Còn cái tuổi 18 của ve, họ không hề nghĩ đến bao giờ. Thấy ve bỏ chạy, họ cho là một sự rất thường hoặc để xuống bếp làm lụng hoặc để đi mua thức gì cần dùng chứ không một lần nào họ tưởng rằng những lời lỗ mãng những câu bẩn thỉu của họ đã làm ve bé lén xấu hổ và đã đuổi ve đi là vì ve xấu số chẳng có nhan sắc như nhiều cô gái khác hơn nữa chẳng có một chút duyên lộ duyên thầm của một cô con gái đến thì sự trang sức của ve vì ve mới bắt đầu chăm chỉ trang sức càng phô rõ những điểm xấu của ve già Cái mặt kỳ cọ bóng loáng, hai hàm răng xỉa thuốc đen lấy, chỉ làm cho cặp môi thêm thâm, thêm cong. Đôi lông mày nhổ tỉa hình bán nguyệt càng thanh bao nhiêu thì hai con mắt lồi càng thô bấy nhiêu, hai con mắt đục và ướt như lúc nào cũng ám khói bếp. Một cái sẹo trắng nằm dài ở mi bên phải, khiến thoạt nhìn ve là người ta để ý đến mắt ve ngay. Có lẽ ve cũng biết thế, nên vẫn hết sức chữa cho cái sẹo mở đi trước ve đã bôi nghệ nhưng thấy màu nghệ vàng khè không giống màu da nàng lại thôi mãi sau nàng mới nghĩ ra được cách dùng màu trì nhạt từ đấy trong túi áo lót mình của ve bao giờ cũng có màu bút trì và cái gương tròn nhỏ chính cái sẹo ấy đã đặt tên cho ve thực ra ve không có tên riêng khi ve ra đời mẹ ve chỉ gọi ve là cái diêm con và cái diêm chị Ve đã nghiễm nhiên thành cái diêm lớn. Năm bảy tuổi, Ve đau mắt nặng, khỏi bệnh, còn lại cái sẹo ở mi bên phải. Từ đó, mẹ nàng khi mắng nàng, thường chỉ kêu nàng là cái Ve, rồi chẳng bao lâu ai ai cũng theo thế mà gọi nàng. Ve, các bác bảo gì? Ve đã nhanh nhẹn ở trong nhà chạy ra, quát trò mâm. Bừng đi, ve. Rồi trong khi người con gái thu dọn các đĩa bát rách, chàng cười bảo trường. Mày ạ, à, ban nãy tao ở nhà máy về, gặp con bé chỉ độ 17 tuổi đầu thôi. Kháu quá, mà tình quá, tao nháy nó, nó tùm tìm. Thú vị thế. San cười phì cả ngụm nước vừa uống. Mày tin gì nó, nó làm như nó đẹp dài lắm, các cô con gái Hà Nội ai cũng phải lòng nó mày thì đẹp. Hôm nọ gẹo con hàng chuối nó mắng vào mặt cho, còn không biết thân. Vẽ bừng mâm bát, đĩa xuống nhà, trong lòng buồn giàu man mác. Năm nay nàng đã 18 tuổi rồi, mà chưa một lần nào được ai nháy hay bị ai chồng gẹo. Nàng không hiểu sao người ta lại nháy nhau, lại chồng gẹo nhau được và làm như thế có ích gì. Nàng chỉ biết khi một người đàn ông, như ông giáo thanh chẳng hạn, nói với nàng những câu dịu dàng, đứng đắn, Khác với những lời cục cằn của mấy bác thợ ăn cơm trọ nhà nàng thì nàng thấy tim nàng đập mạnh và nàng cảm động quá, chỉ muốn ứa nước mắt. Nhưng nàng cũng mới gặp có một ông giáo thanh đối đãi với nàng như thế. Giá ông ấy có nháy nàng, hay tròng gẹo nàng, thì nàng xin thể với nàng rằng nàng chẳng dám tùm tìm, mà cũng chẳng dám mắng vào mặt ông ấy. Về, mày không đi rửa bát, còn ngồi thử ra đấy mà nghĩ ngợi gì thế? Nghe tiếng mẹ cự ve thở dài đứng dậy, cắp rổ bát đĩa thong thả ra ao. Mặt trời giữa trưa xiên thẳng ánh sáng xuống làn nước màu xanh vàng. Ve chùm vạt áo sau lên đầu để che mắt, cho khỏi nắng và đỡ chói. Ngồi cầu ao lấy búi dơm thong thả cọ từng cái bát, cái đĩa. Đàn cá nhỏ xuống xít bơi lại gần đớp những hạt cơm rơi, mặt nước lấm tấm, lấp loáng trông như có những hạt mưa đang dồn dập đổ xuống. Ve lấy tay khỏe mạnh, tức thì bóng nàng tan ra với đàn cá nhép tàn mát lan đi nàng lò mò cúi xuống nhìn mặt nước dần dần lắng lại bóng cái sẹo ở mi mắt lờ mờ thành hình ve rửa tay thực kỹ kéo vạt áo lau cho khô rồi móc túi lấy ra cái gương con và mẩu bút chì để tô giữa lúc ấy có tiếng gọi về mày chết dí ở ngoài ấy à về bỏ vội gương và bút chì vào túi cắp rổ bát đĩa đứng dậy trong lòng căm tức nghĩ thầm người nào cũng vậy động nói với mình là rủa mắng khó chịu quá nàng cau có hỏi mẹ cái gì mà bu làm ầm lên thế con rời đánh mày có sắp sửa đi chợ không còn rềnh ràng mãi thì cũng phải rửa xong bát đĩa đã chứ cầm ngay con đĩ dại đây này cầm hào bạc ra chợ mua cho tao năm bìa đậu với lại hai xu cải một đồng trinh hành hoa. Bữa sáng còn rau muống, còn cá kho đấy, chiều dọn ra, như thế là tươm rồi. Có mua thêm thịt kho cho ông giáo ăn không? Bác cả nguyết dài, mắng con. Rõ khéo lôi thôi, tao bảo mua thức gì thì cứ mua thức ấy có được không? Vé bĩu môi đáp lại. Thì người ta giả hơn tiền, cũng phải cho người ta ăn tươm tất hơn một tí chứ. Bác cả dí ngón tay vào chán con, hai hàm răng rít lại, thì thầm. Thổi cơm trọ như mày thì có khi phải bán nhà mà bù. Sáu đồng bạc một tháng, mày tưởng to lắm đấy à? Chẳng to lắm thì cũng to hơn phần mọi người khác, họ chỉ trả bu có bốn đồng thôi. Nhưng đằng này người ta vừa ăn vừa trọ. Thôi, mày im ngay, đừng làm tao lộn tiết lên nữa, mà tao phang cái chày này vào mặt bây giờ. Bác cả đứng im vài giây rồi cười chua chát, nói tiếp. Chắc con bé này nó phải lòng nhà thầy giáo. Chả thế mà hôm nào nó cũng săn sóc riêng đến bữa cơm của thầy ta. Ve vùng vằng bỏ ra đi. Ve đường ngồi ở bếp thái hành để muối dưa, bỗng nghe tiếng quốc lột cộp sau lưng. Nàng biết rằng đó là ông giáo thanh, vì chỉ có mình nàng với ông giáo ở nhà. Mẹ nàng ra chợ, còn năm người ăn cơm trọ xong bữa sáng, đã kéo nhau đi cả. Ve cố thản nhiên chăm chỉ làm việc, như không để ý đến mọi sự xảy ra chung quanh mình. Cô ve. Không lần nào nghe hai tiếng cô ve mà cô gái xấu xí không nóng bừng mặt. Cách sương hô ấy, ve cho chỉ để tặng riêng những người lịch sự, xinh đẹp trong các gia đình cao sang hay giàu có. Còn đối với nàng, đó chỉ có thể là một sự mỉa mai cay độc. Vì thế, buổi đầu Thanh gọi nàng là cô, nàng căm tức tưởng như bị chế nhạo. Nhưng lâu dần nàng cũng quen tai, tuy vẫn còn hơi bẽ lẽn một chút, bẽ lẽn sung sướng. Cô về, dạ, ve từ từ đứng dậy, dáng điệu giữ gìn khoan thai, yểu điệu. Nhất là cố ý nhìn thẳng để Thanh chỉ trông thấy một nửa mặt không có cái sẹo dài ở mí mắt. Cô về làm ơn đun hộ tôi ấm nước sôi nhé. Thưa ông, vâng. Đây, ấm đây, cô ve. Ve đỡ lấy cái ấm đồng ở tay thanh, ra vại múc nước, bắc lên bếp kiềng nhóm lửa. Rồi nàng lại ra ngồi thái hành, lòng bâng khuâng cảm động, người ta có học hành chữ nghĩa vẫn hơn. Ăn nói ôn tổn quá. Trả bù với năm bác kia, nhất là bác trường, với bác san, động nói là gắt, bảo làm việc gì thì như sai đầy tớ vậy. Rõ nhắn quá, ai là đầy tớ họ mới được chứ. Một lát sau, ve sách ấm nước lên nhà, nói xe sẽ Thưa ông, nước sôi được rồi đây ạ. À. Thanh đương mải chấm bài học trò ở cái hòm lớn đặt trên giường và dùng làm bàn. Ve phải nhắc một lần nữa, chàng mới nghe thấy và quay lại tươi cười nói. Cảm ơn cô nhé, cô để đây cho tôi. Ve cúi đầu, thỏ thẻ. Thưa thầy, thầy pha nước hay để làm gì? Tôi pha nước đấy cô ạ. À, thế con đi xúc ấm nhé. Được, cô để mặc tôi. Nhưng vẻ đã nhanh nhẹn ra bàn nước, mở cái giỏ làm bằng tre ghép, màu sơn quang dầu đã mở sạm và trên đậy nắp vải nâu cũ, rách, để lòi cả bông nhồi ra. Nàng kéo lên một cái ấm thanh trì vòi thiếc, cáu đầy cặn chè nụ, và mở vung ghé mắt nhòm, lầm bẩm Gớm, tệ quá, uống cạn chẳng để phần người ta lấy một giọt tiếng người ta dùng để chỉ ông giáo thanh mà ve buột miệng thốt ra nàng nghe như có chiều thân mật quá vì thế nàng đưa mắt liếc trộn xem thanh có nghe rõ không thấy thanh vẫn cặm cụi chấm bài nàng mới yên tâm thưa thầy con xúc ấm trà trẻ mới nhé thanh vẫn không ngẩng lên đáp Cảm ơn cô thế thì còn nói gì nữa nhưng hình như trẻ hãy còn tốt đấy mà, bỏ sợ phí. Cô về ạ. À. Về bóp mấy hạt trẻ bã. Thưa thầy, còn tốt đâu, bã nát nhẽo ra rồi. Ve rành ràng để được ở gần Thanh lâu thêm một lát nữa. Trong lúc nhà vắng đứng nói chuyện với Thanh, nàng coi như một việc thầm kín, vụng trộm, một việc có lỗi. Ý nghĩ ấy làm ve sung sướng, chân tay luống cuống, nàng cha trẻ mới rồi rót nước vào ấm. Thưa thầy, con để đây, thầy chờ một lát cho ngấm đã rồi hãy uống. Được, cảm ơn cô, cô cứ để đây cho tôi. Nhưng này cô ve, sao cô cứ xưng con với tôi thế? Tôi chỉ hơn cô độ hai, ba tuổi là cùng, cô xưng con với tôi như thế e không tiện. Ve yên lặng đứng ngây người nhìn thanh, và ngẫm nghĩ, thế nghĩa là gì? đó là câu đùa giỡn trêu ghẹo hay là lời đứng đắn tự nhiên? Nhưng thấy thanh vẫn cúi đầu chữa bài học trò, ve liền rón rén lảng xuống bếp. Một lát sau nàng lại lên nhà rót chén nước chè nụ đầy, bưng đến để bên cạnh ông giáo và lễ phép nói: Thưa thầy, nước chè ngấm vừa uống rồi đây ạ. À. Thanh ngẩng đầu lên tươi cười đáp: Cám ơn cô nhé. Ve giật mình vì vô tình nàng đã xây về phía thanh nửa mặt có cái sẹo ở mí mắt. Nàng cúi vội đầu xuống rồi ngoảnh trông nghiêng. Ve. Ve chạy biến vào trong bếp. Tiếng bác cả réo từ ngoài đường réo vào. Ve. Con chết đâm ra đây tao bảo. Ve sợ hãi bước lại gần. Hỏi. Cái gì thế? Bu. Cái gì à? Lại còn cái gì à? Con quạ mồ. Ve ngượng quá đưa mắt nhìn thanh và thầm mong rằng thanh mải chấm bài không nghe thấy lời rủa mắng của mẹ thì tao hãy hỏi mày mày mua na để làm gì hừ tiền đâu mà mua na hừ con danh kia mày ăn bớt tiền chợ để ăn quả phải không con đĩ trong khi người mẹ nói một hồi một hồi ve chỉ đứng lặng mặt tái đi nhìn quanh mình như để tìm cầu cứu bác cả thét càng to còn nỡm sao tao hỏi mày cứ đứng ì thân xác ra như con câm thế kia ve cáu tiết trả lời buông sóng làm gì có tiền mà mua ai mua rõ bu chỉ lôi thôi bác cả đặt phịch cái rổ thức ăn xuống đất ngón tay trỏ xỉa sói vào mặt con à lại còn gái đi già mồ mà tao đi qua hàng chị thẽn chị ấy bảo mày mua bốn xu hai quả na rồi gửi chị ấy chị ấy nhờ tao mang về cho mày đây này còn cãi nữa thôi, con chết tiệt, con chết băm. Vè cuống quýt cãi liều. Ô hay, bu mới hay nhỉ, có để cho ông giáo ông ấy chấm bài không? Nghe nói đến mình, Thanh ngẩng đầu nhìn, chàng đã mục kích nhiều lần cái cảnh náo nhiệt giữa hai mẹ con bác cả. Nên những tiếng chửi rủa nhức móc tục tằn, chàng coi thường rồi, không lấy làm chướng tai, như buổi mới đến ở trọ nữa. Hay sao? mày bảo tao hay sao? Con kia, tao hãy hỏi mày, tiền đâu mày mua na? Thấy Thanh nhìn mình, vẻ vớ ngay lấy chàng như người sắp chết đuối với lấy mảnh ván trôi. Ông giáo đấy chứ? Ông giáo sao? Mua cho ông giáo đấy chứ? Thanh thoáng hiểu tình cảnh một cô gái đi chợ ăn quà vụng mẹ. Chàng liền nghĩ cách cứu vớt. À, cô ve, tôi nhờ cô mua na cho tôi. Cô đã mua chưa? ve toan nói đấy bu coi nhưng nàng cảm động quá chỉ ứa nước mắt nghẹn ngào đứng im nàng không hiểu sao ông lại bênh vực nàng như thế và bênh vực nàng như thế ông ta có định ý gì không xưa nay có ai thèm thương hại nàng bao giờ đâu nàng ra chợ mất cắp người ta cười chế nhạo nàng nàng bị mẹ mắng chửi đánh đập mấy người ăn cơm trọ khúc khích cười lấy làm thích trí nhưng ngồi coi hát trèo Thậm chí có khi nàng ngã xây sứt cả chân tay, mà những người qua đường cũng vỗ tay reo cười được. Không bao giờ, thực không bao giờ nàng được nếm chút tình chắc ẩn nó an ủi, vỗ về, xoa dịu lòng con người trong những giờ đau đớn. Ve lại thuộc hạng người nhiều tình cảm. Thực là một tấm lòng yếu đuối, một tâm hồn ủy mị, chứa trong một hình thể cục mịch, một cốt cách thô sơ. Vì thế, ve càng nhận thấy rõ rệt và cảm thấy thấm thía những sự đối đãi tai ngược và bất công của người đời nàng không sao thân mật được như mẹ nàng với cái hoàn cảnh nàng đương sống và đã sống gần hai chục năm nay và có lẽ nàng còn sống mãi mãi cho đến khi già khi chết thế nào na của tôi đâu cô ve sợ mẹ trông thấy sự cảm động của mình biểu lộ ra bằng hai dòng nước mắt nàng bỏ chạy xuống bếp thanh mỉm cười thầm cho là nàng ngượng với mình vì có cái nết thứ tư của cô con gái bảy nghề. Còn bác cả thì vẫn chưa hết thép, tuy bác đã biết con bác không có tội. Về, con bé thế này thì thật. Sao ông giáo hỏi lại bỏ chạy? Hả, con đĩ? Đấy, thầy tính nó hư đủ nết như thế, thì tôi không gào, không thét làm sao được cơ chứ. Mua có hai quả na cho thầy, cũng còn bỏ quên được mới lạ chứ. Vừa nói, Bác cả vừa cầm hai quả na còn cả lá, gượng nhẹ đặt vào khay nước. Thầy sơi ngay được đấy, na đầu mùa chín tới ngon lắm. Cám ơn bà, bà cứ để đây cho tôi. Thôi thầy ở nhà nhé, tôi lại phải ra chợ. Đã mua bán xong đâu, tôi chủ định về cho con bé một trận. Dứt lời bác cả vừa cười, vừa cắp rổ đứng dậy. Thanh tưởng nên hỏi một câu cho có chuyện nhân tiện để làm thân với bà chủ nhà à bác đã được tin bác trai bao giờ về chưa về gì đây có về thì cũng gần tết nghe đâu nhà tôi nói đã lấy vợ lẽ ở mỏ rồi thì phải nói câu ấy bác cả không có giọng ghen tuông tức tối như nói đến một việc thường xảy ra và xảy ra một cách rất tự nhiên thanh toan hỏi một câu nữa thì bác cả đã ra khỏi cửa rồi chàng lại cúi xuống chấm bài bỗng nghe lách cách động chén, chàng quay ra nhìn thấy về, liền mỉm cười nói: Na của cô đấy, mời cô cứ tự do xơi đi, bà cả ra chợ rồi, cô không còn sợ hãi gì nữa. Không, tôi mua. về muốn nói tôi mua biếu thầy, nhưng hổ thẹn, ngập ngừng, không dám nói dứt câu. Thanh tưởng nàng xấu hổ định chữa thẹn mà không tìm được câu ổn thỏa, chàng đỡ lời. Cái đó là sự thường, ai chả có lúc ăn quả và lại ăn hoa quả tốt lắm, tôi nói ăn hoa quả chín, vì ăn hoa quả xanh rất độc rất dễ sinh bệnh, cô chưa có ăn hoa quả xanh vào. Vẻ uất ức về nỗi oan của mình mà không thể bộc bạch được. Bà nãy ra chợ, thấy có mớ na đầu mùa vừa chín tới, nàng nghĩ thầm, ông giáo Thanh rất thích na, ta mua cho ông hai quả nàng vẫn có cái vốn riêng hơn hai đồng bạc góp nhặt lâu ngày bằng tiền mừng tuổi tết và các khoản ăn bớt tiền chợ cùng là tiền thưởng tiền thuê vặt vãnh nàng bỏ ra bốn xu chọn mua hai quả na to nhất mệt nhưng vừa trả tiền xong thì nàng nhận ngay ra điều này làm thế nào đưa na cho thầy giáo được chẳng nhẽ mình biếu thầy ấy hay nói mua hộ thầy ấy nhưng thầy ấy có nhờ mình mua đâu mà nhỡ gặp lúc thầy ấy túng quá không có bốn xu giả lại mình thì thầy ấy ngượng chết đương phân vân nghĩ ngợi thì thoáng thấy bóng mẹ ở đằng xa nàng vội gửi tạm nhà hàng hai quả na hẹn chốc nữa ra lấy về nhà làm lụng và trong khi ngồi chờ ấm nước sôi nàng chợt tìm ra được một cách rất tự nhiên rất giản dị là nói với ông giáo thanh rằng có người gửi biếu ông ấy có hỏi ai biếu thì mình nói không biết thế là xong nàng mừng thầm thấp thỏm đợi mẹ về chợ để ra lấy na chẳng ngờ đã xảy ra lôi thôi kìa cô sơi na đi chứ chẳng ruồi nó bâu nó đẻ trứng vào thì rồi nó sẽ nở ở trong ruột ấy gớm thầy chỉ thanh mỉm cười hay cô muốn biếu ân nhân một nửa đấy ve sung sướng choáng váng cả người nói rất mau vâng mời thầy sơi na ngon lắm mời thầy sơi ve bừng khay na đặt bên cạnh thanh nhắc lại một lần nữa mời thầy sơi ai lại thế cô ăn đi không con cốt mua mời thầy sơi thanh cho đó là một câu nói khéo hoặc một câu nói để che đậy cái nết xấu hay ăn quà vặt vâng thì ăn nhưng hết bao nhiêu tiền rồi tôi giả cô đấy và chàng nghĩ thầm thế nào cô ả à cũng ăn lãi được một hai xu nhưng ve chạy vụt xuống bếp nói giọng nũng nịu không con chả dám lấy tiền của thầy đâu sáng hôm ấy trước giờ đi dạy học thanh nhăn nhó bưng bát cháo nóng lên gần miệng húp một thìa rồi lại đặt bát xuống thở dài và rên xe sẽ bác cả cắp rổ ra chợ đứng lại hỏi thăm một câu lấy lệ thế nào ông giáo hôm nay ông đỡ sốt rồi chứ cảm ơn bà, tôi đã khá. Thanh trả lời thế cho xong chuyện, vì biết bác ca cũng chẳng lưu tâm, cũng chẳng săn sóc gì đến mình. Thực ra, bệnh sốt của chàng từ chiều hôm trước đã tăng quá mau. Chàng bỗng bỏ dở bát cháo, đứng dậy lấy mũ trắng đội, nhưng đầu gối run lẩy bẩy chỉ trực khuỵu. Chàng tức tối vứt mũ xuống giường, ngồi suy nghĩ và rút chiếc đồng hồ vỏ sắt ở túi áo ra xem giờ rồi lắc đầu phàn nàn. Trời ơi! Khổ thân tôi chưa? Giữa lúc ấy, vè sách ấm nước chè nụ từ dưới bếp đi lên, để bỏ vào giỏ. Lần đầu tiên, nàng nghe thấy ông giáo kêu khổ, người mà nàng tưởng không phút nào không vui vẻ, sung sướng. Lúc làm việc cũng như lúc nhàn rỗi, vì nàng thường liếc mắt ngắm trộm ông giáo và thấy nụ cười luôn luôn nở trên cặp môi tươi dù khi ông ta cặm cụi ngồi chấm bài học trò hay gặp ngày nghỉ, ông ta chắp hai tay sau lưng, lững thững đi bách bộ bên rặng ổi bờ ao. Thương hại, nàng hỏi. Thưa, ông mệt lắm. Thanh quay lại ngơ ngác nhìn, ve thoáng trông thấy đôi mắt đỏ ngầu và bộ mặt xanh tái. Trời ơi, thầy sao thế kia? Không, tôi có sao đâu. Thành với mũ cắp cặp cố gượng đi nhưng lần được đến cửa chàng thấy chóng mặt phải vội víu lấy cánh cửa để khỏi ngã ve kinh hãi chạy lại nàng không dám đỡ chỉ áy náy đứng nhìn thưa ông dễ ông không đi dạy học được phải nghỉ không sao thanh lại cố gượng đi nhưng lần này chàng ngã khuỵu xuống ngưỡng cửa không kịp suy nghĩ giữ gìn ve đưa tay ra nâng thanh đứng dậy rồi thong thả dắt chàng lại giường. Đấy, thầy coi, thầy, không đi được. Nghe lời nói cảm động và hơi thở mau, Thanh ngước mắt nhìn, mỉm cười cảm ơn. Cô cũng ốm đấy à? Thưa thầy, không. Vẻ bẽn lẽn cúi đầu, nàng xấu hổ. Thực ra nàng cũng nhận thấy mặt tai và chân tay nàng nóng rực lên. Lần đầu nàng được nâng đỡ một người đàn ông trẻ tuổi và người đàn ông ấy lại là ông giáo thanh, người mà nàng vẫn kính trọng, mến yêu thầm kín. Nàng sung sướng để thân thể thanh uể oải đè nặng lên cánh tay nàng, và hơi thở hồn hển của thanh nàng tưởng như lướt qua gáy và ngực nàng. Tim nàng hồi hộp đập mạnh, miệng, lưỡi nàng khô rát và tiếng nàng run run, ông, ngồi xuống, con đi, rót nước, ông sơi nhé nàng bưng lại đưa cho thanh một chén nước trà khói ngát bốc lên thanh mỉm cười cám ơn cô không bao giờ tôi sốt nặng như lần này có lẽ ông bị cảm thử hôm qua nóng bức quá ông nghỉ thôi thanh nằm vật ra giường vừa thở vừa đáp không thể được cô ạ à. mấy chục học trò đương đợi suy nghĩ một lát thanh lại nói giá anh nghĩa anh ấy dạy hộ một buổi. Anh nghĩa nào thế, thầy? Cô phải anh nghĩa con ông lang đạo không? Phải đấy. Thế thì được rồi, thầy để con đến bảo anh ấy dạy giúp thầy. về toàn chạy đi ngay. Thanh gọi giật lại, nói để đợi viết thư đã. Rồi vừa viết chàng vừa nói. Cô về này, tôi đã bảo cô đừng xưng con với tôi. Sao cô không nghe? Về đứng im lặng, đưa tay lên kéo mái tóc. Mấy hôm trước, khăn sổ, nàng soi gương vấn lại. Ngẫu nhiên, nàng ngắm thấy mái tóc xóa gần mắt không những làm cho khuôn mặt nàng bớt rộng, mà lại loáng thoáng che được cả cái sẹo ở mi bên phải. Từ đó nàng vẫn có ý kéo thấp mái tóc xuống. Nếu cô còn xưng con với tôi, thì... Từ sau, tôi không dám nhờ cô một việc gì nữa. Bắt đầu ngay lúc ấy, bệnh thanh tăng gấp, rồi trong luôn ba hôm chàng sốt mê man chẳng biết gì hôm nay chàng như thức một giấc ngủ liên miên đầy chiêm bao đầy mộng mị chàng đưa tay lên trán gạt mồ hôi nghĩ thầm trời ơi mình ngủ say quá nhớ mấy buổi sáng viết thư cho anh nghĩa dạy học giúp thế là mất hai buổi rồi chẳng biết học trò có kêu ca gì không cái buồng hẹp và tối như làm cho thanh bứt rất khó thở chàng toàn đứng dậy chống cánh phên cửa sổ trông ra ao cho sáng và thoáng hơn một chút. Nhưng vừa chờ mình, chàng thấy gân cốt đau đớn và đầu nặng như gắn chặt xuống gối. Chàng cố sức ngồi dậy mà không sao nhúc nhích được chân tay, chết chưa, bệnh mình nặng đến thế kia. Chàng định thần nhìn kỹ kia hòm ở chân giường và bát thuốc cạn đặt trên mặt hòm. Thốt nhiên một giấc mộng dần dần nối tiếp hiện ra trong trí nhớ chàng ốm ly bì, nằm thiêm thiết, chập chờn nửa tỉnh nửa mê. Trong buồng, mọi vật lờ mờ và dưới sức nặng buổi trưa, không khí nóng như than hồng bên lò sưởi bỗng một cơn gió mát thổi qua. Hương thơm ngào ngạt đầy phòng, rồi một nàng tiên yểu điệu, nhẹ nhàng bước vào, một nàng tiên với bộ y phục trắng và trong. Thanh mỉm cười nghĩ thầm, ta chiêm bao rồi, chứ thời nay làm gì còn tiên nhưng kinh dị xiết bao. Nàng tiên đặt tay mắt rượi lên chán chàng. Khi cảm giác mát ấy nhắc chàng biết rằng chàng thức, chàng sợ hãi, kêu ú ớ rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy, chàng vẫn thấy nàng tiên đứng bên giường. Nàng thì thầm nói với chàng những lời dịu dàng êm ái rồi đỡ đầu chàng, đưa bát thuốc đến tận miệng cho chàng uống. Từ lúc đó, luôn luôn nàng tiên hiện đến thăm chàng. Có khi nửa đêm, nàng cũng đến đưa tay xoa chán chàng, lắng tay nghe ngóng vài phút, rồi khi thấy chàng ngủ yên lại biến đi ngay. Kỳ thực, Thanh vẫn thức, nhưng chàng vở lim dim cặp mắt làm như ngủ say để được ngắm nghĩa nàng tiên trong khi nàng bất ý. Ôn lại giấc chiêm bao, Thanh tưởng như nằm chiêm bao một lần nữa và muốn liên miên kéo dài mãi những cảm giác êm đềm trong giấc mộng đẹp. Một tiếng động khẽ ở cửa buồng, có ai rón rén bước lại gần giường chàng nằm im chờ đợi. Một bàn tay mát đặt lên chán chàng. Chàng tưởng ngửi thấy hương thơm và xe sẽ như nói mê, nàng tiên đã đến. Chàng sung sướng ngước mắt nhìn lên và chỉ thấy ve đầu tóc rối bù, quần áo lếch thích. Chàng thở dài, thất vọng, chán nản. Ve vui mừng hỏi. Thưa ông đã tỉnh. Thanh cáo kỉnh nghĩ thầm, ngủ dậy thì tất là phải tỉnh, rõ hỏi lần thần. Nhưng ve nói tiếp. Mấy hôm nay, ông sốt nặng quá, nói mê sảng luôn mồm. Mấy hôm nay? Vâng, ba hôm nay. Thanh lo lắng tự nhủ ba hôm, thế mà mình tưởng một nửa buổi. Vơ vẩn chẳng nghĩ đến chuyện thần tiên, mình mộng gặp tiên có khác vì ở tiên giới có lẽ một ngày dài gấp ba ở nhân gian. Thầy Thanh nằm im, vẻ đã bỏ xuống bếp, một lát nàng bưng bát thuốc đến bên Thanh. Thưa ông, thuốc tôi hãm vừa uống, xin mời ông sơi ngay chẳng nguội. Thanh mỉm cười mỏi mệt và thì thào câu cám ơn. Rồi chàng cố ngồi dậy, nhưng không sao cử động được chân tay. Ve phải cúi nâng đầu chàng lên chàng mới uống được thuốc. Trong lúc sốt sắng trông non người ốm, ve chẳng kịp nghĩ đến giữ gìn và hổ thẹn đầu thanh nóng bừng đặt vào trong cánh tay và cái ngực béo mát của ve cảm giác êm đềm ấy làm cho trí thanh liên miên nhớ tới giấc mộng ôn lại dở trứng và thanh mơ màng tưởng tượng ra một cách rõ rệt với những màu những nét tươi sáng dịu dàng cái dung nhan kiều diễm cái dáng điệu thiên nga của người đang âu yếm nâng niu chàng mắt chàng như được trông thấy hai bàn tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng đỡ hai bên tay chàng để đặt đầu chàng xuống gối ve lần thứ hai giấc mộng đứt ve lẩm bẩm làm gì mà gọi ẩm lên thế không biết ve còn chết tiệt mày có đi dọn cơm không gần tối rồi còn gì ve thì thầm bảo thanh ông nằm nghỉ lát nữa tôi bưng cháo vào ông sơi nhé rồi ve tất cả chạy ra ngoài tiếng bác cả lọt vào tai thanh. Con bé thế thì thôi, giúp cổ xó nào hết ngày hết buổi. Tiếng về đáp khẽ, thanh không nghe rõ, nhưng bác cả vẫn oang oang. Rồi hỏi thầy ta xem quê quán thầy ta ở đâu, hay thầy ta có bà con nào ở Hà Nội không để nhắn đến mà đưa thầy ta về. Nhớ thầy ta chết ra đấy, thì sao? Ô hay, bu nói khẽ chứ. Ô ô ô đêm khuya thanh thét lên một tiếng trong giấc chiêm bao dữ dội chàng vừa mơ thấy chàng chết họ hàng thân thích không ai bên giường nàng tiên đứng khóc nước mắt giỏ lên mặt chàng bỗng bác cả hung tợn bước vào lớn tiếng thét khiêng vứt xác thầy ta ra đường kia thanh sợ hãi níu lấy vạt áo nàng tiên và tỉnh dậy bên ngoài mưa gió sấm chớp trong buồng ai vừa thoáng hiện ra lại vụt biến đi. Và thanh sung sướng tưởng tới nàng tiên xinh đẹp. Trong nhà ai nấy ngủ yên, một mình thanh vẫn còn trằn trọc trên giường. Mỗi lần chàng chờ mình, cái rát nứa lại kêu răng rắc giữa khoảng tĩnh mịch đêm trường. Tiếng muối bay ngoài màn, tiếng dế rúc quanh hiên càng làm cho chàng cảm thấy rõ rệt tinh thần tỉnh táo của một người khó ngủ. Chàng lầm bẩm thôi, phải rồi, vì ban nãy ta uống một cốc chè tàu pha đường. Ý nghĩ ấy khiến Thanh mơ màng như trông thấy ve hiện ra, hai tay bưng cốc nước tỏa khói thơm. Cảm động hãy còn man mác trong lòng chàng. Chàng sẽ cảm động hơn nữa nếu chàng biết vì cốc nước chè tàu ấy mà ve đã bị mẹ cốc bưu đầu. Buổi chiều ăn cơm xong, chàng ngồi vơ vẩn nói một mình, ước gì được một chén chè tàu đường mà uống, thì sung sướng quá chẳng ngờ câu ấy đã lọt tai về nàng cho rằng người mới ốm dậy ăn uống được những thứ mình thèm thì chóng lại sức lắm tức khắc chẳng cần suy nghĩ nàng chạy ngay ra hiệu tạp hóa mua hai xu trà liên tâm và một xu đường phèn rồi về cặm cụi đến nỗi quên cả rửa bát và vì thế đã bị đòn từ cốc nước trà thanh liên miên nghĩ tới những sự chú ý săn sóc của ve trong hơn tuần lễ chàng đau yếu mấy hôm đầu chàng sốt nặng nên mê man chẳng biết gì và vẫn tưởng mộng thấy có người con gái ngày đêm chăm nom thuốc thang cho mình. Thanh càng yên trí rằng đó là một giấc mơ khi qua mấy ngày mê sảng, chàng tỉnh táo nhận xét được mọi việc xảy ra quanh mình, mộng tàn và người con gái xinh đẹp kia cũng biến mất. Chàng có biết đâu rằng từ hôm thấy bệnh chàng đã bớt và chàng đã ngồi dậy được. Vẻ Tị Hiểm không dám bạ lúc nào cũng bước chân tới buồng chàng nữa trừ ra ngày răm sáu lần bưng cơm cháo thuốc và nước vào những lúc ấy ve xe sẽ đặt khay cơm hay chén nước xuống mặt hòm dùng làm bản yên lặng đứng ngắm qua thanh vài giây rồi lại rón rén đi ra liền họa hoàn lắm nàng mới dám hỏi thăm một câu thưa ông hôm nay ông đã đỡ nhiều chưa một hôm thanh bảo ve cô làm ơn hỏi ông lang hộ tôi xem hết bao nhiêu tiền tất cả để tôi giả rồi thôi cô đừng lấy thuốc cho tôi nữa. Ve bùi ngùi nhìn Thanh. Ông còn yếu lắm nên uống thêm vài chén nữa cho khỏe. Tôi chỉ còn hơi mệt thôi, nghỉ vài hôm nữa sẽ khỏi hẳn. Với lại tốn lắm, tiền đâu, dễ tôi uống đến bốn, năm chén rồi đấy nhỉ. Vâng, năm chén. Đấy, cô coi, năm chén, ít ra cũng hết đồng rưỡi. Vè cố giữ một tiếng thở dài lặng lẽ bước ra ngoài và buồn rầu nghĩ thầm ta có hơn hai đồng bạc giá làm thế nào giả được tiền thuốc cho thầy ấy chẳng tìm được cách ổn thỏa ve đành đem tiền thanh giao cho sang trả ông lang đạo và nàng ngao ngán tiếc những ngày ba buổi được bưng thuốc vào buồng về phần thanh chàng cũng cảm thấy trơ trọi hơn trước chàng là người từ thuở bé không từng được gần tình âu yếm và hưởng những sự vui thú của tuổi trẻ thơ chàng ra đời được một năm thì mẹ chết, cha chàng vào Nam kiếm ăn, nhờ người em gái ở một tỉnh nhỏ nuôi nấng con hộ. Người cô nhiều con, cố nhiên chẳng săn sóc yêu thương đến cháu. Chín mười năm sau kiếm được một cái vốn dăm trăm cha chàng lại quay ra Bắc làm ăn và đưa theo ra một người vợ Sài Gòn. Người mẹ kế của Thanh mà Thanh không sao yêu được dù chàng sợ hãi cha đến đâu mặc lòng. Hồi đó, Thanh đương học lớp nhì, Hai năm sau, chàng đậu bằng tiểu học. Muốn tránh xa người mẹ kế ác nghiệt, Thanh xin ra Hà Nội kiếm việc làm và nhân tiện học thêm. Bắt đầu từ tuổi 14, Thanh đã theo đủ các nghề, nghề chạy giấy, bán hàng. Phát vé xe ô tô cho tới ngày nay đạt được cái hy vọng to tát nhất trong đời, mở một trường học nhỏ ở vùng ngoại ô Hà Nội. Đẳng đẳng 20 năm trời, không một lúc nào chàng được ai yêu mến, thương xót. Chàng ao ước rằng bọn học trò nhỏ sẽ coi chàng như một người anh cả. Nhưng sự chăm chỉ nghiêm ngặt của ông thầy trong giờ học đã cắt đứt tình yêu mến của lũ trẻ thơ. Lần đầu, Thanh nhớ lại rõ ràng cái đời đã sống, cái đời khô héo, buồn tẻ không một kỷ niệm êm đềm, không một người nào để ý đến một cách hơi thân thiết. Thốt nhiên, Thanh nghĩ đến về, và chàng mỉm cười tự thương thân, ngày nay có mỗi một người lưu ý đến đời mình, nhưng người ấy lại là cô ve. Chẳng cho đó là một sự mỉa mai độc địa và chẳng tự nhủ thầm. Ta chỉ đáng được người hèn hạ, xấu xí như ve săn sóc tới mà thôi. Ý tưởng ấy vừa thành hình đã bị xóa nhòa ngay. Chẳng như nghe có tiếng trong thâm tâm trách nhiếc, hèn hạ. Sao lại hèn hạ được? Ở đời chỉ có một sự hèn hạ, sự hèn hạ của tâm hồn ngoài ra không có cái gì hèn hạ cả. Và lại, mình thì cao quý với ai? Chàng cảm thấy dần dần rằng chàng tự khinh bỉ, tự thương hại chàng. Rồi chàng cố bình tĩnh ôn lại những cử chỉ cảm động của ve đối với chàng, đối với một người xa cửa xa nhà giữa lúc ốm đau. Thành nhớ một đêm tỉnh giấc mơ, chàng thấy ve đứng ngay bên giường. Nghe tiếng kêu ú ớ, nàng đã vội chạy vào, rồi thấy chàng nằm yên, nàng lại rón rén bước ra. Một đêm có khi đến ba, bốn lượt nàng vào buồng như thế. Và Thanh tuy thức, vẫn vờ ngủ say không biết gì. Có lần chàng quên bẵng đi và buột miệng hỏi. Cái gì thế, cô ve? Vẻ bẽn lẽn, xấu hổ vừa hấp tấp bước ra vừa ấp úng đáp. Thưa ông, không từ đó, ve sinh ra sợ hãi, giữ gìn, đến cửa buồng chỉ thò đầu vào nhìn, rồi khi nghe thấy yên lặng lại quay đi. Một người tốt như thế, một người mà trong những giấc mộng ta lẫn với nàng tiên xinh đẹp, thì người ấy không thể hèn hạ được. Chàng băn khoăn nghĩ ngợi, tiếng gà gáy nửa đêm càng làm cho chàng thêm sốt ruột, thêm khó chịu. Chàng liền ra ngoài màn và chống cứ phiên cửa sổ lên. Cùng một luồng gió nhẹ, một luồng ánh trăng vàng lọt vào phòng và chênh trách in hàng chấn xong che lên chiếu, cảnh ấy đã quen mắt thanh lắm nhưng chàng tưởng được ngắm lần đầu với những cảm giác mới mẻ lạ lùng từ giấy cây ổi lấp lánh như bạc cái ao con mặt nước thỉnh thoảng khẽ rung động giãn ra như nhách một nụ cười cho trí kế mái tranh khi dậu chuồng gà nửa sáng nửa tối vũng nước bùn loang loáng tựa tấm gương tròn mọi vật đều như nhuộm một thi vị thần tiên thanh sung sướng mắt chớp tưởng đứng trước một cảnh mộng rồi chẳng kịp suy nghĩ rằng mình mới ốm khỏi phải kiêng gặp lạnh chàng khoác vội cái áo lương mở cửa đi ra vườn sau bên gốc ổi lả ngọn xuống mặt nước ao một cái chõng như ân cần mời mọc nhưng vừa ghé ngồi thanh giật mình vội đứng dậy chỗ ấy ai vừa ngồi vì còn âm ấm hơi người thanh thì thầm tự nhủ chắc ai vừa ra đấy thấy ta nên bỏ chạy ai lại còn có thể ai được nữa như đáp lại câu hỏi thầm kín của chàng vụt hiện in lên nền lá che lờ mờ cái bóng đen cái bóng yểu điệu thướt tha của một tấm thân mềm mại và đều đặn cân đối thanh chỉ kịp thốt một tiếng gọi cô ve cái bóng đã chạy biến vào trong nhà thanh trở về phòng nằm mơ mộng cho mãi tới khi trời sáng rõ một ý tưởng đã chiếm cả lấy tâm hồn chàng chàng lẩm bẩm luôn miệng như người mê nghĩ cho cùng thì ve trả xấu Ô, ô, ô. Mấy hôm sau, như sợ vơ vẩn điều gì, Thanh dọn đi ở trọ nơi khác. Nhưng cái bóng đen một đêm trăng sẽ không bao giờ rời chàng, và trong tim chàng sẽ in sâu mãi mãi cái kỷ niệm một sự dịu dàng âu yếm, sự dịu dàng âu yếm độc nhất trong đời chàng. Tiếp theo chương trình mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn rất chiêm bao ngày nọ anh mở mắt thức dậy và thấy mình là chiếc quạt máy anh thấy mình chạy vù vù xung quanh là nhiều người ngồi hóng gió anh nhìn lại mình và thấy có hai loại vận hành anh thấy cánh quạt của mình quay tít khi nhanh khi chậm thì theo nút bấm anh lại thấy mình quay qua quay lại để phát gió đi khắp mọi hướng dần dần anh tự thấy mình vô cùng quan trọng anh là trung tâm điểm của mọi người ai cũng sung sướng khi anh hoạt động ai cũng chen chúc muốn ngồi gần anh để được anh phát cho chút gió anh hết sức hãnh diện về vai trò của mình lòng anh thật tâm muốn mang lại những giây phút mát mẻ dễ chịu cho người khác anh tự quan sát mình thêm anh thấy mình có màu sắc thanh nhã kiểu dáng xinh xắn vận hành êm ái ai cũng khen ngợi anh anh vừa lòng với chính mình với thể chất của mình và vai trò trong xã hội Ngày nọ anh chợt thấy mình không hề lẻ loi, còn nhiều chiếc quạt máy khác nữa. Họ cũng vận hành như anh, cũng có chức năng như anh. Họ cũng được người ta yêu quý như anh. Anh nhận xét rõ hơn và thấy phần lớn các chiếc quạt máy khác xem ra tốt hơn anh. Anh ghen tị khi thấy có chiếc máy phát sức gió mạnh hơn anh nhiều. Chiếc khác có màu sắc đẹp hơn, kiểu dáng xinh hơn. Có chiếc trẻ trung hơn anh, ra đời trễ hơn anh rất nhiều kinh khủng hơn nữa có chiếc không còn vận hành người ta nói nó chết máy và vứt bỏ anh tự kiểm tra lại mình và thấy quả nhiên mình đang già cỗi những sợi dây được mệnh danh là dây điện ngày càng hao mòn những mối điện ngày càng lỏng lẻo anh trực nhận ra rằng trong anh có một cái rất lạ được gọi là điện anh biết nó là quan trọng nhưng xưa nay nó đã có sẵn anh ít chú ý đối với anh quan trọng nhất là sức gió màu sắc và kiểu dáng của anh anh đủ thông minh để biết rằng một ngày nào đó các dây điện này sẽ hỏng anh sẽ chết người ta sẽ vứt anh anh sẽ không còn tồn tại đáng buồn thay cho anh một buổi sáng nọ sau một đêm ngủ dài anh thức giấc và thấy mình là điện vẫn trong chiếc quạt máy nhưng anh là điện điện là anh anh ngỡ ngàng nhìn lại mình cái quạt điện cánh quạt vẫn vận hành như trước nhưng anh đang khiến cánh quạt quay chứ anh không phải là cánh quạt dây điện là nơi anh đi qua chứ anh không phải là dây điện dây điện có thể đứt nhưng anh không thể chết đặc biệt anh không thấy màu sắc và kiểu dáng của mình là quan trọng nữa anh vẫn thực hiện chức năng quạt gió nhưng lạ thay anh thấy quạt có thể dừng có thể hư nhưng anh vẫn vận động anh ngẩn ngơ nhìn những cây quạt khác họ vẫn vận hành như trước nhưng anh thấy mình không khác họ cũng một thứ điện đó đang đang quay cánh quạt anh thấy thứ điện đó có tính chất như anh hình dáng và màu sắc của họ vẫn còn đó nhưng anh không còn cho là quan trọng thứ điện đó dường như một thể với anh nó chỉ vận hành theo cấu trúc riêng biệt của các quạt điện kia anh thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với các quạt điện kia và với thứ điện vô hình vô ảnh vận hành trong đó anh lại tiếp tục nhìn quanh và phát hiện một điều làm anh hoảng sợ anh nhìn ngắm chiếc bóng đèn cái máy lạnh chiếc lò sóng vi ba tất cả những thứ đó xưa nay thuộc về một thế giới khác anh chúng không phát ra gió mát như anh chúng hoàn toàn xa lạ này anh trực tiếp thấy rằng cũng chỉ một thứ điện đó đang vận hành chúng thứ điện đó có thể làm lạnh làm nóng phát sóng phát sáng chứ không phải chỉ biết quay cánh quạt thứ điện đó cũng chính là điện như anh, anh đồng thể với nó. Và khủng khiếp hơn, anh chính là nó, anh đang nằm trong chiếc quạt máy nhưng cũng đang nằm trong những nơi khác, đang vận hành một cách khác. Thế thì anh là ai hay anh là gì? Anh thấy mình sắp điên. Tim anh đập mạnh, anh cố chấn tĩnh và nhìn quanh. Anh lại thấy mình đang vận hành chiếc quạt máy và mọi người đang khen gió mát. Anh kiểm tra dây điện, các mối điện và thấy vẫn an toàn, anh nhìn lại màu sắc và thể dáng mình tất cả vẫn như ngày hôm qua anh vừa ở đây vừa ở khắp nơi anh không biết mình là gì và tự thấy có lẽ cũng chưa đến lúc mình biết nó anh chỉ biết có hai cách nhìn chiếc quạt máy một cách là bắt đầu từ cái hình hài của nó từ màu sắc kiểu dáng và đi dần đến cái trung tâm vận hành của quạt tức là đến với sức sống của nó mà người ta gọi là điện cách thứ hai đi ngược lại từ đầu kia đó là đi từ điện từ sức sống và tự hỏi xem sức sống này đang thể hiện thông qua cấu trúc nào qua đó anh thấy rõ mối điện dây điện chúng dẫn đến sự vận hành của cánh quạt anh thấy rõ sứ mạng của mình là làm mát cho mọi người anh cũng thấy rõ điện là một nhất thể tùy theo cấu trúc của thiết bị mà điện đang vận hành để biết chức năng của từng thứ tất cả đều là cái dụng của một thứ duy nhất cả hai cách nhìn đều cho anh biết chính mình. Nhưng anh sẽ chọn cách nhìn thứ hai vì cách đó làm anh thân thiện với mọi sự quanh anh. Nhất là cách nhìn đó hé mở cho anh một điều, đó là anh không bao giờ chết. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn thằng Điền. Ngày ngày, Điền rủ chị đi răng lưới, nhắp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài mươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích, cuộc đeo đuổi vẫn còn dài, cưng à. Chị đổ lì, chị tìm mọi cách để xà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên tròi. Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Điền ngọ nguậy, xoay trở liên tục. Nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được. Nhưng Điền vẫn thao thức, dường như giọng hát tôi không át được tiếng sột soạt, dạo rực trong cái tròi nhỏ trên bờ. Điền chê ngủ ghe trong chảnh quá chừng, tôi biết lòng nó đang dối như tơ vò. Điền có những ngày bối rối, nó hay hỏi tôi, người ta thương mẹ ra làm sao? Mặt nó giãn ra, khi biết cây kẹp tóc, trái dừa tươi hay con cá thác lác mà nó dành cho chị cũng giống hệt như người ta vẫn thường cho mẹ và niềm nhớ lúc đi xa nỗi khao khát được nằm gần được dụi mũi mình vào da thịt người đó cũng tự nhiên như ý nghĩ bình thường nhất của những đứa con nhưng những nghi hoặc vẫn loay hoay trong mắt điền và nó quyết định chịu đựng một mình khám phá một mình thí dụ như đêm nay cái gì khiến tim ta đau nhói cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ nặng nề khi tôi thức dậy điền đã mệt mỏi thiếp đi nó nằm co quắp hai tay kẹp giữa đùi mặt buồn như phủ một lớp xương giá chị bước ra khỏi chòi khoan khoái vươn vai sự ưng ý mãn nguyện lấp lánh trên khóe mắt khuôn mặt chị tràn ngập ánh sáng như chị vừa mở ra một cánh cửa mặt trời có một con đường nào đó trải dài trước chị chị cười bảo hồi hôm sương nhiều ghê nó nhiễu lên mặt chị hoài nhột gần chết rồi chị dành nấu cơm chị sắn tay áo lên hì hụi thổi lửa đầu tóc sấp sãi dính đầy vẩy cá trông chị như bà vợ tảo tần hình ảnh ấy làm tôi ứa nước mắt nhưng cha tôi chỉ lạt lẽo nhếch cười vì cái cười đó mà tôi ứa nước mắt thêm lần nữa cha đưa chị một ít tiền ngay trong bữa cơm khi nhà đủ mặt tôi trả cho hồi hôm rồi cha Điềm nhiên phủi đít đùng đỉnh đứng lên, sự khinh miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo ngực, cười, "Trời ơi, ba mấy cưng sộp quá chừng." "Điền và tôi dù chị đi câu suốt buổi, không dính con cá nào, chị nói mắc cười quá, tới mấy con cá quỷ này còn chê chị." Câu nói nghe tỉnh bơ, bâng quơ mà tủi vô phương. Điền lặng bắt con cá rô lội xuống mương, lặn sâu móc cá vào lưới câu của chị. Lúc nó trồi đầu lên thì đã thấy chị cười. "Chưa ấy, chúng tôi trầm nghịch dưới nước rất lâu." Chị cười nôn khi thấy bùn bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ râu của ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu yếm lạ, như đang nựng nịu một đứa bé con và thằng em trai 17 tuổi của tôi đứng được già chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cạo chỗ bụng nó, tôi biết chị đang táo tợn làm gì đó phía dưới rồi phát hiện ra một mất mát lớn lao, chị thẳng thốt kêu lên. Trời đất ơi, sao vậy? Chị toàn hỏi những câu hỏi khó, chỉ nghe thôi đã đau, nói chi trả lời. Thí dụ như có lần chị hỏi, má bọn mày đâu, nhà ở chỗ nào, thằng điền đổ cáu lên. Biết tao chết liền. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn lời nguyền. Anh vừa có chuyện ngắn mới đăng, đọc xong cho anh ý kiến với. Dạ, nhưng trả công em cái gì đây? Tặng cô bé một hạt rẻ. Ơ, ờ, sao lại hạt rẻ? Hạt rẻ dành cho cô bé lọ lem. Ở đâu anh có? Của cô Tiên. Thật sao? Anh tin có cô Tiên à? có chứ khi tin cuộc sống là tuyệt diệu là hạnh phúc lúc ấy em sẽ tin có cô tiên vậy hạt rẻ là điều ước ư đúng thế hạt rẻ là điều ước vâng em xin nhận giờ phải đi rồi đi thăm nhỏ bạn tạm biệt anh tôi tắt máy tính đi lại bản sách túi trái cây mua từ sáng đem vào bệnh viện thăm hương hương là chị bà con vừa là bạn đang xạ chị do phát hiện sớm nên bệnh không đến nỗi nghiêm trọng lắm thế mà nó ủ rũ xanh xao trông như sắp chết tới nơi tôi đặt túi trái cây lên bàn nhìn giường bên cạnh trống không quay sang hỏi hương người đàn ông nằm đây đi rồi à ờ mới đi chăn màn đồ dùng vẫn còn đó hèn gì nhỏ hương chẳng sợ tội nghiệp ông ta người nhà không có ai sao ở miền trung vào đây có mẹ ông đang ở giai đoạn cuối lần trước vô đã thấy ốm lắm rồi vậy là xong một kiếp người hương nhổm dậy dí tay vào người tôi nói cái gì ghê thế mày tưởng ông ấy chết hở chứ mày vừa nói đi là đi dạo đó bà ạ tôi thở phào trời đất tao cứ tưởng bác sĩ bảo ông ấy không còn sống được bao lâu nữa thế mà lúc nào cũng vui vẻ trừ những lúc đau đến ngất lịm còn ra ông ấy làm việc và đi dạo dường như ông ta là họa sĩ lần trước vào thăm hương thấy ông nằm im lìm bẹp dí và mong manh như chiếc lá sắp rơi tôi không biết rõ về căn bệnh này nhưng nghe nói đau đớn lắm lúc đó lúc vào thăm hương lần trước tôi nghĩ ông đang ngủ Nhiệt độ trong phòng đủ mát thế nhưng nơi chán lấm tấm mồ hôi. Hương bảo, ông đang đau đấy. Lạ thật, đau mà như ngủ. Ông ta kỳ lắm cơ. Tôi giật mình quay lại. Gì, ông hòa ấy? Hòa nào? Ông nằm giường này này. Ừ, ai cũng cho rằng ông ta sắp chết. Ừ, nhưng chính ông lại bảo sẽ khỏi bệnh. Tôi gườm gườm hương. Còn mày, ai cũng bảo không sao thì mày lại, làm như sắp chết. Sài Gòn mấy hôm nay hay mưa, tôi cũng chẳng biết ghét hay thích nó nữa. Đi ngoài đường mà gặp mưa thật bực mình, đó là chưa kể kẹt đường, ngập xe. Nhưng về đêm, ngồi một mình trên gác, xa xa bên ánh đèn đường vàng vọt từng sợi mưa rơi nghiêng sao thật buồn. Buồn đến nhớ quay quắt một cái gì đó chẳng rõ tên. Tôi nhìn sang bàn máy, nick anh bật sáng, Chào cô bé, khỏe không? Chào anh, buồn gần chết. Gõ xong tôi vội đính chính. Buồn ngủ ý, em đọc chuyện của anh rồi, hay lắm. Anh bảo, không nên đi tìm tình yêu ư. Anh cho là như thế, tình yêu như chiếc bóng, nó sẽ không dừng lại nếu ta rượt đuổi. Mở rộng lòng mình, sống tốt, sống thật trọn vẹn với những gì mình có, anh tin tình yêu sẽ đến tôi nôn nóng anh đã và đang làm thế vâng thế đến chưa tôi ngồi chờ câu trả lời anh xin lỗi bận việc phải đi gấp tôi thả người ra ghế bực mình chúng tôi gặp rồi quen nhau trên diễn đàn văn học gần nửa năm nay anh viết chuyện và làm thơ anh bảo anh rất mến tôi tôi hỏi vì cái gì khi hai người chưa hề gặp nhau anh nói đôi khi mến nhau chẳng vì một cái gì lớn lao cả. Nhưng quan trọng hơn là phần phía sau tình bạn có được bền lâu, gắn kết không tùy thuộc vào tính chân thực, đồng cảm và sẻ chia. Khuôn mặt không làm nên tình bạn. Có lần anh bảo, Thúy ơi, khi nào anh xuất bản được tập truyện đầu tiên, anh sẽ đích thân đem đến tặng em. Tôi luôn đợi ngày ấy, tôi luôn dõi theo anh, dõi theo từng chuyện ngắn của anh. Tôi mến anh, điều ấy tất nhiên rồi anh đã cho tôi nhiều đúng hơn từ khi biết và quen anh tôi đã sống tốt hơn lạc quan hơn tôi không dối lòng mình rằng mỗi lần lên diễn đàn nếu không gặp anh tôi thấy nhớ thấy thiếu một cái gì đó không rõ nét tên anh quen thuộc thân yêu đến độ xuất hiện trong tôi mỗi ngày tôi lại vừa đọc xong chuyện ngắn lời nguyền của anh tôi vội hỏi sao lại có lời nguyền độc ác thế anh nó vốn thế mà lại chẳng lẽ các anh viết chuyện muốn tạo ra gì cũng được sao? Không ai tạo ra sự bế tắc cả. Trong chuyện, chàng trai bị một lời nguyền, nếu được người con gái nào yêu, chàng sẽ bị ngàn kim đâm ra thịt. Nhưng cắt ra, sẽ thịt có thấm vào đâu, sẽ thật sự khủng khiếp hơn nếu con người không có tình yêu. Chàng trai đang chờ nỗi đau xé thịt của lời nguyền không gào thét, không giấy ruộng. Kết thúc câu chuyện thật đau lòng không đau lòng đâu cô bé em chẳng thấy ư chàng trai đang mỉm cười đấy chính tình yêu diệu kỳ màu nhiệm và sự thủy chung sắt đá giúp chàng vượt qua lời nguyền vâng em hiểu ra rồi anh đang làm gì đấy anh đang nghe mưa rơi em nhìn mưa qua cửa sổ mưa buồn ghê anh ạ à. gần hai tháng tôi với anh không gặp nhau do năm học cuối nhiều bận rộn nên tôi cũng ít lên diễn đàn. Lâu lâu tạt qua thấy vắng tên anh, nỗi nhớ cứ mênh mông. Đêm nay lại mưa, ghét quá. Nó chẳng giúp tôi được gì cả, cứ gợi buồn, nấu cả ruột. Tôi định tắt máy bỗng nick anh sáng lên. Chào em, anh xin lỗi. Tôi lao tới bàn, khuôn mặt đỏ dựng lên, vén lại mái tóc, khẽ mắng, gì vội thế, rõ vô duyên tôi muốn phạt anh nên ngồi vào bàn nhưng chưa chịu trả lời anh tiếp vì bận công chuyện cô bé ạ à, nếu không gì thay đổi anh sẽ phải đi xa tôi hốt hoảng đi đâu vậy anh người ta đưa anh du học tôi thở phào nhưng vẫn nghèn nghẹn ở cổ thế khi nào đi đang lo thủ tục khi nào sắp đi anh sẽ báo vậy thì gì em? Dạ không. Tôi muốn nói rằng tôi sẽ tiễn anh, nhưng không nói được. Sao lại thế? Thúy ơi! Tôi gõ vội nhưng... ở kia! Chúc em vui. Và đèn bật tắt. Tôi đứng phát dậy nhưng rồi lại thả người rơi phịch xuống ghế. Tôi khóc. Khóc tức tưởi. Thể sẽ. Phạt anh một tháng không liên lạc. Ngoài trời vẫn đang mưa. Nhỏ Hương gần xong đợt xạ trị, dì bốn nhắn tôi vào xem nó có cần gì không. Hơn nữa, nó cũng cần được động viên. Tôi xách xe vào bệnh viện, trời cứ mưa tầm tầm. Hương ra cửa đón tôi, lần đầu tiên khuôn mặt nó tươi tỉnh, cười nói huyên thuyên, tôi phán. Gì thế Hương, mày vui quá tao cũng đâm lo. Tao, hết bệnh. Bác sĩ nói à? Ờ, với lại, anh Hòa. Hòa nào? Hương đưa mắt sang giường bên cạnh. Tôi nhìn theo chợt bối rối khi gặp ánh mắt người đàn ông. Ông ta vẫn đang nằm trên giường mỉm cười chào tôi. Tôi bước lại gần Hương. Chào chú. Anh chứ? Tao gọi anh chẳng lẽ mày? Kêu chú. Tôi lườm Hương. Dường như trong mắt nó đang có. Ánh mặt trời. Chả thế mà nó rất vui. Niềm vui là liều thuốc bổ mà lại nghĩ thế tôi cởi mở hơn dạ chào anh bạn cô cô hương vui tính ghê dạ còn em khô như đất cục tôi kéo hương ngồi xuống giường nhưng nó lại lôi tôi ra ngoài hành lang tôi kê ngay mày định ở lại điều trị tiếp phải không hương chưa kịp trả lời tôi kho người áp tai lên ngực nó gì thế Xem tim đập ra sao? Ôi, rộn ràng, lãng đãng. Mặt Hương ửng đỏ. "Đừng nói bậy, tao rất khâm phục anh ấy. Tuần trước tưởng đã đi rồi. Nằm ọp đâu hơn 10 ngày, khỏe ra được một tí anh ấy lại vùng dậy, lại đi dạo, lại vẽ, lại viết." Bác sĩ đang theo dõi, có vẻ như cơ thể anh ta có vấn đề. Tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện, vội hỏi vấn đề gì sức sống của anh ta thật kỳ lạ bác sĩ bảo thế ừ có những người hay thật tôi vòng tay qua vai hương siết mạnh hương tạo cho mình một ý chí sống như anh hòa chợt trong phòng có tiếng gọi đứt quãng hương ơi tôi và hương cùng chạy vào khuôn mặt anh hòa lấm tấm những mồ hôi đang ngồi dựa lên thành giường thấy bọn tôi vào anh cố gượng cười anh định gửi thư điện tử cho người bạn mà không cách nào gõ xong địa chỉ. Phiền em. Nói xong anh đưa tay ôm lấy ngực, xương hàm bệnh ra cố dìm cơn đau. Tôi bước trở tới đỡ chiếc laptop thay hương. Anh Hòa nằm cho khỏe rồi nói địa chỉ, em gửi cho. Anh ái ngại nhìn tôi muốn nói lời cảm ơn, tôi liếc nhanh qua màn hình. Bức thư vỏn vẹn có mấy dòng anh định báo tin rằng, có tin vui cần nói, tìm hoài mà không gặp. Qua cơn đau, anh chống tay ngồi dậy, nói khẽ. Em gửi, Đông A Còng. Tôi lạnh toát cả sống lưng. Địa chỉ này ư? Vâng, bạn anh. Tôi run run tỉ người vào thành giường. Thấy tôi đứng im, anh nhắc. Đông, tôi bàng hoàng. Anh Phú. Anh nhìn thẳng vào tôi và ngồi bật dậy. Em đấy ư đông, không thể kìm được sự trào dâng đang bị dồn nén trong lòng tôi bật khóc anh đến bên cầm tay tôi đôi bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay anh tôi để yên cho lòng mình dịu lại anh đau lắm phải không không sao lời nguyền đang chuẩn bị xé thịt anh đấy cô bé ạ à. bên kia giường nhỏ hương tròn xoe mắt nhìn hai người ngoài trời mưa đã tạnh những tia nắng xuyên vào phòng dù mỏng nhưng rực rỡ, ngập tràn. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn thẳng công. Lúc chúng tôi ra giả như quốc kêu thuộc lòng bài bà còng đi chợ mua rau, tôi vô tình liếc sang phía Thằng công. Nó có vẻ bối rối, mặt đỏ như miệng lý nhí. Tan học, cả lớp ùa ra sân không ai để ý công vẫn ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn, thổn thức. Thằng mật ngoái lại, thấy trong bọn thiếu người, kêu, thằng còng. Còn thằng còng, chúng mày xem nó lần đi đâu, cả bọn nhớn nhác tìm. Mấy đứa con gái, táo tợn nhất là cái mít, réo, ơ còng. Thằng mật đã quay lại, giơ tay bịt miệng ra hiệu im, rồi trợn mắt, dọa, nó đang chúng mày có biết ngậm cái miệng cá ngáo lại không? Không rõ sợ nắm đấm của thằng mật hay sợ công tủi thân khóc to hơn, cả bọn im thiên thít, gión rén quay lại, đứa đứng bên cửa sổ, đứa đứng ở bậc cửa ra vào, mắt thao láo. Một lát sau, tất cả lặng lẽ bỏ đi. Bấy giờ chỉ còn tôi đứng ngần to te cạnh cửa lén nhìn công đang đưa tay áo lên ngang mặt, rụi rụi lau nước mắt. Nó đứng dậy, bỏ cuốn học vần vào cái tay nải khâu bằng vải nâu cũ, đi ra cửa. Thấy tôi, công hỏi, mày không a dua với chúng nó gọi tao là còng à? Ờ, ừ, tao đợi mày về cùng, mà sao mày lại khóc? Hỏi vậy, nhưng bất ngờ nhớ tới dáng công, cái lưng cong như con tôm, mặt như cứ úp xuống đất trên cái cổ cò bị đẩy ngang về phía trước, tôi biết mình đã lỡ lời. Hình như công không để ý, nói, tao thương u tào quá, cứ nhìn thấy tao là u tao khóc, nước mắt công gì ra cùng tiếng nói cứ tắt nghẹn dần của nó. Buổi tối, ăn cơm xong, cả nhà ngồi ngoài sân uống nước. U tôi bất ngờ bảo, con không được gọi công là thằng. Nó ít tuổi nhưng ở hàng u cơ đấy, như vậy thì phải gọi bằng cậu. Bố tôi lử mắt, ra thằng cu cá đối bằng đầu hả? Láo, vậy là hỗn đây con nạn, không gì thì cậu ấy không hiểu sao bố tôi ngừng lời, bỏ lỡ một dịp nói tốt về cậu công để làm gương răn chúng tôi. Nào là thằng bé bằng tuổi các con mà lần đêm mỏ hôm, đến con ma áo trắng ở cồn rùa nó cũng không sợ. Thả lở bắt cá mú, đêm đó gom tôm tép, nào là nó vừa chăn trâu vừa mò cua bắt cái ven sông. Người bé mà đã biết hiếu nghĩa vẹn tròn. Nuôi thân, nuôi mẹ già dạ mù lòa đã đành, dỗ chạp họ hàng, cưới xin này nọ, mẹ con công đều có phong bao đỏ, lưng nó còng nhưng lòng nó thẳng, trí nó cao. từ nay, hễ bố còn nghe nói con gọi cậu ấy là thằng thì ông nhìn cái roi mây cuộn tròn dắt ở góc trái hiên nhà, đét, đét, hai chục roi. bắt trước cậu họ, tôi nàn nì xin tiền mẹ mua mười cây đó tép. hôm có đó, buổi chiều tôi ra đồng, bè bờ, đặt đó, lắp chúm công việc xong xuôi nghe tiếng tôm tép đi rào rào trong trạng vạng tôi thơ thấy đi về vừa đi vừa huýt sáo ấy chết sao lại bà còng đi chợ ồ chỉ có gió đồng nghe thấy chẳng có bố chẳng có cậu công khuya tôi đeo một cái giỏ tre lớn ra đồng lạnh tiếng côn trùng nỉ non thi thoảng một con ếch nhảy tóm xuống cừ từ một mô đất nhô lên trông rất giống ai đó đang ngồi tôi bấm hai ngón tay kia vào nhau, lấy can đảm, lò dò đi trên bờ cử vốn đã thuộc lòng từ những buổi chăn trâu. Bỗng, tõm, nước cử bắn lên người, lên mặt tôi. Ôi trời ơi! Ma! Một con ma áo choàng trắng, lênh khênh trên cặp cà kheo, đang hơ vơ một cái chúm tép trên đầu. Tôi trợn mắt, quay đầu chạy, ú ớ kêu. Chân díu lại, tôi vấp vào một mồ mộ đất, ngất lịm tôi thét lên khi con ma chạm vào người tôi nhớp nháp tanh lợm mùi tôm tép ươn rồi tôi lơ mơ nghe bố nói cậu dọa cháu phải không em không biết là nó giá như bác bảo em trước sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy u tôi đang ngồi nhặt rác lẫn trong tôm tép ái trà những một thúng đầy cậu công đi ngang nhà gọi với vào chị đưa lên cổ ra mà bán chợ thượng ta tôm tép rẻ hơn cả bèo. Nói, rồi thở dài, chập choạng đi, tay vung lên trời. Tất ta tất tuổi. Càng lớn lên, chúng tôi càng ít dám trong gẹo công. Từ ngày bà cụ mù loà mắt, thấy công hay ngồi thử hàng giờ trước cửa, tôi rủ đám bạn trong xóm đến nhà cậu, chia làm hay phe nam nữ hát ví cho vui. Ở đời ai học được chữ ngờ. Hôm cái mít hát kết với công, chẳng biết vô tình hay hữu ý. Nó hát, anh về sắm trái cau vàng, thì em kết nghĩa đá vàng cùng anh. Không nghe xong, ứ miệng, chạy xuống bếp. Tôi biết cậu khóc, thương cho cái phận nghèo mỏ tôm bắt tép. Giận khi đứa tranh chua đồng đành châm chọc kẻ cô đơn. Buổi hát tàn, tiến mít về tới ngõ, tôi tỏ ý trách. Mít tát yêu vào má tôi, nũng nịu, thì em tưởng hát thế cho vui. Ai biết trước anh ấy tuổi cậu công không tuổi mà hy vọng vào một buổi hát vui vẻ cậu bỗng cao hứng nói cô mít hứa rồi đấy nhé tôi mà sắm được cậu vàng thì cậu liếc nhanh sang phía tôi cười đang vui mọi người cho rằng cậu đùa mít cũng cười ngặt nghẽo thì em là vợ anh công cả bọn lại cười nữa ngoéo tay thay cho lời hứa chiến tranh lan rộng tôi và đám trai làng lần lượt lên đường ra mặt trận trong một trận đánh tôi bị bom mất cả hai bàn tay, trở về làng cũ với một tấm thẻ thương binh. Cậu công đến thăm, buồn bã an ủi, vẫn còn đơm đó được, chẳng chết đâu mà sợ. Từ đấy, hai cậu cháu đi thả đó tép chung. Sáng sáng, đổ tép xong, tôi và cậu ra bến sông tắm. Tôi lấy một hòn cuội nhỏ, cuội đầu nguồn đạ dâng, nhờ cậu cọ lưng hộ. Cầm hòn đá, cậu bảo, giống quả cao quá. Hỏi vợ đi, Tôi cười. Hòn đá rơi tõn xuống sông. Hai cậu cháu mò mãi mới tìm lại được. Trai làng lần lượt trở về sau chiến thắng 30 tháng 4. Vẫn đủ để nhóm một cuộc hát ví. Lần này, cậu công đòi bạn bè đến hát ở nhà tôi. Hình như nhớ lại lời hứa năm xưa. Cậu công nhìn lướt qua cả bọn, dừng lại ở mít, hát, trầu cay nay đủ cau vàng, hỏi nàng, lời hứa với chàng, còn không? Mít run lẩy bẩy, tôi tái mặt, trai gái trong nhà cười nói ôn ào cả lên. cậu công vỗ vỗ tay, chờ mọi người im bặt mới nghiêm giọng nói đề nghị chú ý, tôi biết có một chàng đã sắm được cao. cả bọn hướng về phía tôi, nửa tin nửa ngờ. đúng, cậu ấy, tôi chưa kịp ngăn cậu lại thì công đã chạy vào góc nhà, lễ mễ đưa chiếc ba lô của tôi ra đặt giữa nhà. cậu công, sao cậu ác thế? cậu sẽ lôi hòn cuội đạ dâng thiêng liêng để chế nhạo tôi ư? Mà cậu chế nhạo tôi làm gì? Tôi nhắm mắt lại, kinh hãi tưởng tượng ra cảnh cậu thọc tay vào cốc ba lô và ánh mắt thất vọng của mít lúc nhìn thấy hòn cuội. Đây rồi, cậu công reo lên đắc thắng. Vết thương nơi hai bàn tay bị mất của tôi đau nhói. Kiến bò theo cánh tay, lan khắp người, chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cố chống đỡ sự yếu đuối, mở mắt chứng kiến cảnh người cậu ác độc mưu quật ngã mình ồ không phải hòn cuội một quả cau vàng trói quả cau ấy run rẩy trên lòng bàn tay đang mở ra của cậu công cậu đặt nó vào tay mít rồi đẩy khẽ cô về phía tôi quả cau rỗng rơi xuống nền gạch khẽ vang lên âm thanh của một quả chuông vàng đám bạn reo như vỡ cả trời đất khi mọi người chợt hiểu công đã chạy ra ngoài từ lâu không có ai ngoài tôi biết cậu đang ở chỗ nào vào giờ khuya khu át như thế này các đó chúm đặt ngoài bờ ruộng đã ứ chặt tép các bạn thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe nếu có bất cứ phản hồi gì bạn hãy bình luận phía dưới nhé đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất thân ái chào tạm biệt